Học ở nhà cái trứng gà quả tròn lá nó chưa có vẻ là nó to nhỉ. Đấy. Cái trứng gà quả tròn thân thẳng như cột điện. Đấy, có rất là nhiều cây tử nhá, thành gốc 1.1 này. Thành gốc đo rất to 1.2. Rất là nhiều cây tử này. Thành gốc 1.2. Thẳng như cột điện luôn. Đấy. Sau khi chia cành. Cành này nó bay 2 mét đẹp như gia đình cắt đi, còn bay còn 1 mét đi. Thật mẹ đẹp đấy. Đây, cái cành kia bay được 1 mét rưỡi. Úi thùng không nhìn thấy cành trên này bên trên đâu. Nó ngó thì cái cành bên trên này. Cắt ngắn thôi, cắt đấy. Cắt cái này lấy cao 3 mét rồi. À, cái này cao 5 mét rồi. Không cần lấy cao lắm, cho tán tròn. Tán tròn xe. Quả tròn nhé. Cái này lấy cắt 5 mét, không cần lấy cao. Dễ cẩu ngay cạnh đường. Không biết là đào có đá không, đất này đất xoài cơm nhỉ. Đào rắn đấy. Rắn cái này, ba thằng đào buổi sáng, nọ chú cũng đào một cây ở cách kinh nhưng mà đất nó mềm hơn. To hơn này tí. Mua của thằng Tuấn thì ban gãy cách kinh. Mua vành 8.5. Ok. Đấy. Chia sẻ các bạn một cây trứng gà. Cái thân thẳng thế. Cháu tối về nó báo giá, anh chưa biết giá bao nhiêu.